Vân Anh và bác sĩ Hồ Ngọc Minh trong chương trình Sức khỏe và đời sống. Xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Chào bác sĩ Minh. Vâng, một lần nữa xin chào quý khán thính giả của đài VNTV và rất vui xin chào cô Vân Anh. Vâng, thưa quý vị, trước khi đi vào chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì như thường lệ chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Hồ Ngọc Minh, được biết đến rất là nhiều trong cộng đồng người Việt Nam của chúng ta trong rất nhiều năm vừa qua, qua lĩnh vực chuyên khoa về hiếm muộn vô sinh và chọn lựa trai gái theo ý muốn. Bác sĩ Hồ Ngọc Minh có hai phòng mạch tại Orange County và San Diego. Bác sĩ cũng là phu quân của vị bác sĩ sản phụ khoa rất là quen thuộc và khả ái của chúng ta tại San Diego, đó là bác sĩ Hồ Vũ Mỹ Liên. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sức khỏe và đời sống của bác sĩ Hồ Ngọc Minh trên VNTV. Và đặc biệt là bác sĩ Hồ Ngọc Minh, ngoài cái việc mà công việc chuyên môn của bác sĩ thì bác sĩ rất là nhiệt tình trong các công tác về văn hóa, văn nghệ, được phải không bác sĩ? Bác sĩ có những cái bài viết về y khoa được quý vị ở khắp nơi yêu mến, đã được đăng trên các tuần báo quen thuộc tại hải ngoại. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Hồ Ngọc Minh sẽ gửi đến chúng ta về cái đề tài gọi là bàn chân. Chúng ta thấy là thường thường khi mà nói đến sức khỏe thì ít có ai nhắc tới bàn chân, mà trong thi ca cũng ít có ai nói tới bàn chân, phải không bác sĩ? Dạ vâng, có cái khổ là cái tội nghiệp bàn chân. Cái bàn chân là cái bộ phận trong cơ thể của chúng ta là bị hắt hủi và bị gọi là lợi dụng nhiều nhất. Lợi dụng nhiều nhất. Thường thường quý vị để ý coi, nếu mà khi mình ở trong thi ca đó, ai cũng khi nó trả về một cô gái chẳng hạn, họ thả là cái cô đó là đôi mắt mơ huyền mờ ok, hay là mái tóc này nọ, hay là bàn tay này đôi mắt nọ, lá liễu, lông mày lá rong, đại khái như vậy. Đủ thứ trả từ gọi là đôi vai, gọi là thon hiền này nọ, ngoan hiền, tới xuống bàn tay cũng vậy, bàn tay mượt mà cái ngực, cái bụng này nọ, cái eo, tới cái mông, tới cái đùi, cái tới nhiều lắm là tới cái đầu gối, rồi ngưng chân, ngưng ngang cái bàn chân. Và ngay cả trong cái chuyện mà khi chúng ta nói là cái chuyện mà khi nào mình nói chuyện với người ngoài mình thì bực quá không nói chuyện được, về nhà tâm sự với gọi là nói chuyện với đầu gối. Đúng chứ rồi. Có ai ngồi nói chuyện với bàn chân đâu. Đúng okay, rồi. Tới là dừng ngang cái đầu gối là tại sao? Trong khi đó cái bàn chân là cái hai cái đôi chân là nó giúp đỡ của chúng ta, là đội gọi là nó bao đội trên đầu của nó, có nó bao nhiêu sức nặng. Đi đây đi đó làm đủ chuyện và giúp chúng ta vượt biển từ Việt Nam qua đây rồi đi khắp thế giới. Tí nữa nói chuyện đi khắp thế giới cho nghe. Nhưng mà tại sao chúng ta lại hắt hủi, mình lại không để ý tới cái bàn chân? Bởi vì nó rất là quan trọng. Tới khi mà chúng ta giả sử mà gãy chân hay là chúng ta không còn cái đôi chân nữa thì chúng ta mới nghĩ là thấy là cái tội nghiệp nó như thế nào. Đúng rồi. Đó là cái chuyện mà nhiều khi chúng ta phải nghĩ tới, phải nên để ý tới bàn chân. Đúng, tôi có nhiều người họ nói, phụ nữ nói với tôi, ô tụi em lúc nào cũng chấp sắp bàn chân, tuần nào cũng đi manicure là móng tay móng chân này nọ. Nhưng mà tôi hỏi là có bao giờ những cái người mà họ cắt móng chân cho các cô đó, cho các cô có bao giờ thực sự cúi xuống mà nhìn cái móng chân của mình không, hoặc là có bao giờ mình tự săn sóc cái ngón chân mình? Rất là ít. Theo cái thống kê nói rằng là những người mà gọi là để ý tới gọi là cái đôi bàn chân của mình ở Mỹ nó rất là ít. Chỉ có 50%, thực sự đến độ mà 50% khi tắm rửa không có kỳ cọ cái đôi bàn chân nữa. Ở Mỹ là như vậy. Đúng rồi bác sĩ. Right. Có khi họ tắm gội đầu tới chà tới ngang cái đầu gối là ngưng, không có xuống nữa. Đó là cái chuyện là cái đôi bàn chân, cái tầm quan trọng của nó rất là quan trọng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sâu về đề tài đó. Và vì quan trọng như vậy cho nên từ nay trở đi chúng ta phải để ý tới cái đôi bàn chân, phải không bác sĩ? Dạ vâng, vì cái đôi bàn chân nên nhớ là cái chuyện là mình biết rồi, nó giúp, nó chuyên trở sức nặng của toàn cơ thể của chúng ta, nhưng mà nó cũng rất là quan trọng khi mình để ý, không quên, không nói riêng là cái chuyện đẹp hay là chuyện vệ sinh. Như là mình nói chuyện đẹp là mình sơn móng chân, móng tay này nọ hay là vệ sinh. Nhưng mà những cái dấu hiệu nào nó xảy ra trong bàn chân nhiều khi mình ít để ý tới. Nhưng đúng mà rồi. Chính những cái dấu hiệu trên cái đôi bàn chân nó thể hiện gọi là tất cả những cái bệnh hoạn gì trong người trong mình có thể xảy mình ra. Mình nói hồi xưa tôi không rành về vấn đề đông y. Nhưng mà trong cái đông y họ nói là dưới bàn chân nó có những huyệt đạo này, nó khi nào mình bấm những cái huyệt nào này đó thì nó có thể ảnh hưởng tới những cái cơ quan khác trong cơ thể chúng ta. Cái đó tôi không rành lắm. Nhưng mà về vấn đề mà Tây y đó thì người ta nói rằng là có những cái gì, những thay đổi trên cái móng chân và trên cái bàn chân chúng ta, nó có thể nói là gọi là có gì đó trắc trở trong con người chúng ta. Oh wow. Bây giờ nói thí dụ chẳng hạn móng chân. Nói bây giờ mình nói móng chân khi mình nó khô và nó tước đó là có nghĩa những người đó thường thường hay bị gọi là suy tuyến giáp. Oh. Okay.
nó hay dễ bị gãy. Có khi mình nói là ví dụ bây giờ nó dễ gãy, có khi người người đó có thể là vì loãng xương, rỗng xương. Thành ra cái gọi là cái móng chân nó giòn, nó dễ gãy là vì mình thiếu calcium. Nhưng mà nó không thì thiếu ngang đó được, có nghĩa là trong cái xương của mình nó cũng bị rỗng và bị sốt nha. Nó hay bị nứt đó. Rồi cái chuyện nữa là thí dụ trên cái bàn chân nó có những cái vệt đen ha, những vệt đen hoặc là nó tự nhiên giống như ai lấy đinh và đóng lỗ trên đó chẳng hạn, thì những cái đó nó có thể nói là trong người mình có thể có những chứng bệnh ung thư đang xảy ra đấy. Hoặc là nó đổi màu sắc chẳng hạn, cái móng chân tự nhiên nó bè ra, nó đổi màu sắc, tức là cái đó cũng rất là nguy hiểm. Nhiều khi mình phải nhìn là có thứ nó hồng hào hay không đấy. Thì những cái đó mình phải để ý một chút xíu đó. Đó là chuyện móng chân thôi. Còn cái chuyện nữa là cái da bàn chân chẳng hạn, cái da này nó lở loét thường thường nó liên hệ tới bệnh tiểu đường nha. Thường thường khi mình bệnh tiểu đường thường thường á là cái mạch máu nó xuống dưới đôi bàn chân nó không đủ, và những cái gọi là những cái dây thần kinh nó xuống đó nó không hoạt động bình thường. Có nghĩa là khi mình đạp đinh hoặc là mình trầy xước dưới đó mình không biết. Mình không biết thì nó có thể bị nhiễm trùng, và mình không biết đó là tại sao mà có những người họ bị bệnh tiểu đường, có khi họ phải bị cưa móng chân hoặc là cưa cả bàn chân, là vì nó bị ung thối lên rồi, không có thể cứu chữa được nữa. Đúng thì rồi. Cái đó nó cũng rất là quan trọng. Rồi trở lại như hồi nãy mình nói, cái da nó khô đi nữa, nó khô thì nó cũng cho mình biết là mình bị bệnh suy tuyến giáp, hay là nó bị lở loét. Cái lở loét trên bàn chân nó cũng là lý do những cái bệnh ung thư khác nó đưa tới, nó làm cho cái da bàn chân nó bị lở. Rồi còn cái gì mình cần phải nói còn cái chuyện nữa là thí dụ như bây giờ hai bàn chân mình nó hay bị sưng phù lên. Khi nó bị sưng phù lên nó có nghĩa là mình yếu tim mạch. Cái yếu tim mạch quan trọng nhất đó là mình bị bệnh tim mạch là tại sao? Vì cái gọi là cái trái tim mình đó, nó phải đủ sức để nó bơm cái lượng máu mà gọi là đi xuống bàn chân và phải trở lại trong cái máu, trong cái trái tim của chúng ta, nó đi lòng vòng như vậy. Nhưng mà nếu mà trái tim nó yếu đó thì cái máu nó xuống tới đó kẹt đó, nó bị nghẽn, nó nghẽn trên xa lộ vậy, nó không trở lại được. Nó không trở lại thì cái bàn chân mình phù ra, nó sưng ra. Điều đó có thể nói là trái tim mình nó yếu. Và như bác sĩ nói là cái đôi bàn chân của chúng ta đôi khi nó là nơi mà đưa ra những cái dấu hiệu, những cái căn bệnh rất là quan trọng trong cơ thể của mình. Như vậy thì bác sĩ nghĩ là từ nay trở đi chúng ta nên để ý tới bàn chân như thế nào? Ngoài cái việc phải thăm chừng coi có những cái dấu hiệu gì không, thì chúng ta nên take care nó như thế nào thưa bác sĩ? Tức là take care giống như là đôi bàn tay của mình bác sĩ. Theo tôi nghĩ rằng là mỗi một ngày tối thiểu mình nên nói chuyện với đôi bàn chân. Thực sự ra thì cái chúng ta không cần nhiều cái thời gian để mà gọi là săn sóc đôi bàn chân, mà xin để ý nó chút xíu. Khi mình tắm rửa thì mình cúi xuống mình nhìn nó cái đôi bàn chân để theo dõi những cái dấu hiệu đó. Nhiều khi nó chỉ tốn chúng ta có khoảng chừng 2-3 giây đồng hồ thôi là mình biết là mình có cái gì đúng hay sai nha. Và cái này cũng là để nói luôn là thực sự ra cho những người mà hành nghề về gọi là móng tay móng chân chẳng hạn, quý vị cũng có thể để ý tới những cái này, những cái dấu hiệu này có thể giúp đỡ cho khách của mình. Vì có nhiều khi thực sự ra họ không biết, ngay cả bác sĩ cũng không biết luôn, vì bệnh nhân có bao giờ khai với bác sĩ đâu, thì bác sĩ cũng không để ý. Nhưng mà quý vị là người gọi là tiếp cận với đôi bàn chân nhiều nhất, có thể là bàn chân bàn tay, khi mình thấy những dấu hiệu đó thì mình nên gọi là nói với thân chủ của mình, nên để ý và đi khám bác sĩ. Rất là hay. Thưa quý vị, và đôi bàn chân rất là quan trọng mà trong đời sống sức khỏe của chúng ta. Bác sĩ có thể nói điều này trước khi chúng ta chia tay cái đôi bàn chân của mình. Không, tôi chỉ muốn nói nhân đây là nói chuyện là cái chuyện đôi bàn chân hồi nãy, cái đôi chân của tôi trong mấy tháng vừa qua cũng lội đi khắp nơi trên thế giới. Và một cái điều là tôi rất là vui là khi mà tôi đi họp với bạn bè ở các nước Âu Châu thì rất là ngạc nhiên là mọi người đều biết tới gọi là những cái bài viết của bác sĩ Hồng Minh. Và mọi người, có một số người cũng đã xem những cái chương trình như chúng ta nói ngày hôm nay, họ xem trên internet hoặc là một số đài họ chiếu lại. Thì mình mới thắc mắc là ủa tại sao vậy, lại biết tôi làm những chuyện đó. Mình hóa ra một điều tôi rất là vui, nhân đây tôi cảm ơn tất cả các quý khán thính giả, là vì
tôi có cảm tưởng như là khắp năm châu bốn biển nó rất là gần, và Dạ, mọi đúng người rồi. họ cũng đều biết về 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 những cái bài viết của tôi viết, nó tạo cho tôi những cái gọi là những cái khuyến khích để mình tiếp tục làm những chuyện này. Có một số người họ lại nhận xét là họ tưởng là có một ông bác sĩ Hồ Ngôn Minh giả nào đó đã nói chuyện bằng chân, đã viết về chuyện bằng chân, vì ông này ông đâu có, ông là về chuyên khoa về hiếm muộn và thụ thai nhân tạo. Họ mới nói với tôi là anh Minh, anh biết không, có một cái ông đó họ giả tên anh và họ viết về bằng chân. Tôi nói không phải, cái bằng chân đó là bằng chân của tôi đấy. Vâng, thưa Thưa quý quý vị, vị. bác sĩ Hồ Ngọc Minh lúc nào cũng chia sẻ với chúng ta tất cả đề tài, không riêng gì về chuyên môn của bác sĩ mà những đề tài về đời sống hàng ngày của chúng ta. Phải không bác sĩ? Không những là về sức khỏe không mà những cái vấn đề mà rất là cần thiết trong cái đời sống hàng ngày bác sĩ đều Vâng, nói. cảm ơn anh. Tôi nghĩ là làm được những cái gì mà giúp đỡ cho đồng bào, cho thì tôi có thể làm được. Với đối với tôi, thực sự ra khi mình làm, thí dụ mình cấy ra một em bé thì mình chỉ giúp đỡ một một em bé đó thôi, nhưng mà khi mà hay là một gia đình, một cặp vợ chồng nào đó thôi, nhưng khi tôi nghiệm ra rằng là những bài viết của mình có khi nó có cái lợi ích cho đến cả ngàn người, cả trăm ngàn người, và có khi cả triệu người họ đọc những bài bài viết đó, mình đâu có biết được là trong khi đó mình có thể cứu được bao nhiêu mạng sống trong đó. Và chắc chắn là sau khi mà theo dõi chương trình ngày hôm nay thì Vân Anh tin chắc trong đó có Vân Anh nữa, thưa quý vị. Chúng ta về nhà sẽ ngó xuống bàn chân của chúng ta mỗi khi mà chúng ta tắm rửa hay là làm sau một ngày làm việc mệt mỏi, mang giày hay đeo vớ, chúng ta sẽ nâng niu bàn chân của chúng ta Và nhiều nhất hơn. là quý ông nên nên săn sóc bằng chân của người đẹp của mình càng nhiều càng tốt, thưa Đúng rồi, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân, phải không bác đúng sĩ? đó. Thì hình như chỉ có một câu ca dao đó, hay là Dạ một vâng. vài câu nhắc tay đôi bằng chân mà thôi, thưa Dạ quý vị. vâng. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Ngọc Minh và xin thân ái chào tạm biệt.